Xin chào tất cả mọi người, mình là Thảo đến từ Phi Điệp Wedding. Mình đoán là sẽ rất nhiều bạn đang theo dõi clip này cũng như là kênh của Phi Điệp Wedding đang chuẩn bị cho đám cưới của mình hoặc là đang trong quá trình lên kế hoạch cho đám cưới. Trong ngày cưới thì cô dâu nào cũng muốn mình phải là người nổi bật nhất, phải là người xinh đẹp và lộng lẫy nhất. Do đó các nàng thường rất chăm chút cho váy cưới này, phụ kiện này, mẫu tóc này hay là nhẫn cưới. Tuy nhiên khi mình hỏi các cô dâu rằng các bạn thích một mẫu hoa cưới như thế nào thì có rất nhiều bạn không thực sự biết mình thích gì, cũng như là không thực sự biết được bó hoa cưới nào sẽ là phù hợp. Chính vì thế mình đã nghĩ đến việc lên chiếc video này để chia sẻ với mọi người một chút thông tin tham khảo, giúp cho các cô dâu có thể nhanh chóng lựa chọn được một bó hoa cưới ưng ý. Những bông hoa thì luôn tượng trưng cho sắc đẹp, cho tình yêu, cho sự tươi trẻ và hạnh phúc của phái nữ. Chính vì lý do đó mà bó hoa cưới là những gì mà cô dâu muốn gửi gắm, mong ước của mình dành cho cuộc hôn nhân sắp tới. Theo như tín ngưỡng của phương Tây cổ xưa thì cô dâu sẽ cầm bó hoa cưới trên tay với hy vọng là sẽ gửi gắm, mong ước về một cuộc sống hôn nhân ngập tràn hạnh phúc, luôn luôn rực rỡ và xinh đẹp như những bông hoa. Sau khi mà văn hóa này du nhập vào các nước phương Đông thì nó còn có thêm một tầng ý nghĩa khác, đấy chính là xua đuổi đi những điều không tốt đẹp, bởi vì mỗi một bông hoa thì sẽ có một ý nghĩa riêng của nó và thường ý nghĩa này sẽ luôn mang những cái thông điệp tích cực. Ví dụ như là hoa hồng tượng trưng cho một tình yêu lãng mạn, hoa lily thì sẽ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh khiết của người phụ nữ, hoa hướng dương thì lại minh chứng cho một sự thủy chung, sự gắn kết tồn tại mãi mãi. Hay ví dụ như hoa mẫu đơn thì lại tượng trưng cho vẻ đẹp và sự tinh tế của tình yêu. Đến nay thì bó hoa cưới vẫn mang rất là nhiều tầng ý nghĩa tốt đẹp, tuy nhiên mà nó còn có thêm một vai trò khác, đấy chính là sẽ giúp cho cô dâu tăng thêm vẻ lộng lẫy và tươi tắn trong ngày cưới. Ngoài ra, hoa cưới còn mang theo một vai trò rất là thú vị. Trong ngày cưới thì các cô dâu sẽ thường ném bó hoa cưới của mình về phía những cô gái đang độc thân tham gia lễ cưới. Khoảnh khắc cô dâu ném bó hoa cưới là một chi tiết rất thú vị, giúp cho ngày cưới trở nên vui vẻ và sôi động hơn. Người bắt được hoa cưới thì sẽ được tin là người tiếp theo bước đến bến bờ hạnh phúc. Đôi khi sẽ có một cặp đôi nào đó là bạn của cô dâu chú rể sẽ lên kế hoạch cho buổi cầu hôn của mình ngay trong chính khoảnh khắc mà bạn nữ bắt được bó hoa từ cô dâu. Có thể điều này nghe hơi lạ, nhưng ở các nước phương Tây trên thế giới, các cô dâu sẽ có xu hướng quyết định hoa cưới là một trong số những đầu mục đầu tiên. Sau đó, váy cưới, phụ kiện hay thậm chí là concept và tông màu trang trí cho buổi tiệc cưới sẽ phụ thuộc vào bó hoa cưới mà cô dâu đã chọn. Điều này thì sẽ hơi ngược lại với cả xu hướng chung của các cô dâu Việt Nam. Ở Việt Nam thì đa phần các cô dâu sẽ có xu hướng xử lý những hạng mục cần tốn nhiều thời gian trước, ví dụ như là váy cưới hay là concept trang trí. Sau đó những hạng mục nhỏ như kiểu là lựa chọn hoa cưới sẽ được quyết định sau khi mà quá trình chuẩn bị công việc đã vãn bớt. Thực ra làm theo cách nào thì đều được, nó phụ thuộc vào sở thích của mỗi người. Tuy nhiên là các bạn cần lưu ý khi lựa chọn hoa cưới và váy cưới nên có sự liên kết với nhau cả về màu sắc lẫn kiểu dáng. Ngoài ra, những cô dâu mà có ý định lựa chọn những bó hoa cưới đa sắc màu thì cần lưu ý một chút, đấy chính là màu sắc của tông màu trang trí và màu sắc của bó hoa cưới cũng nên có sự liên kết với nhau để tổng thể chung nhìn không bị lệch và mọi chi tiết trong đám cưới đều sẽ có một sự hài hòa nhất định. Khi lựa chọn hoa cưới thì sẽ có hai yếu tố mà mọi người nên cân nhắc, đấy chính là về màu sắc cũng như là kiểu dáng. Còn việc lựa chọn loài hoa nào thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân của mỗi bạn. Trên thị trường hiện nay có vô cùng đa dạng các mẫu hoa cưới, cả về tông màu lẫn kiểu dáng. Ngay bây giờ thì mình sẽ gợi ý cho mọi người khoảng 6-7 kiểu dáng hoa cưới khác nhau, hy vọng là mọi người có thể tìm được một kiểu hoa cưới phù hợp. Đầu tiên mình sẽ kể đến kiểu hoa cưới dáng dài. Đây là kiểu hoa cưới xuất hiện trong thập niên những năm 40-60 và xuất thân từ những lễ cưới cổ điển lâu đời. Với kiểu hoa này thì sẽ thường được bó bởi những loại hoa có cuống dài như là hoa lily, hoa hướng dương, hoa lan hay là hoa diên vĩ.
Đây là kiểu hoa cầm tay thích hợp với những cô dâu nào lựa chọn làm lễ trong nhà thờ, bởi vì nó thường được bó khá bé và đơn giản. Chính vì thế, một ưu điểm nữa của kiểu hoa cưới này chính là độ nhỏ gọn. Các cô dâu hoàn toàn có thể kẹp nhẹ thân hoa, là đã có thể cầm hoa rồi, không nhất thiết phải nắm quá chắc vào phần thân. Đã nhắc đến hoa cưới dáng dài thì không thể nào thiếu dáng hoa ngắn được rồi. Một trong số các dáng hoa ngắn được các cô dâu Việt Nam và các cô dâu trên thế giới ưa chuộng, đấy chính là dáng hoa posy. Với kiểu bó này thì hoa và lá sẽ được đan cài xen kẽ với nhau với những độ ngắn dài khác nhau. Tuy nhiên, nhìn tổng thể chung thì bó hoa này sẽ đem lại vẻ đơn giản nhưng thanh lịch. Chính vì thế mà nó sẽ phù hợp với đa số các kiểu váy. Khác với hoa dáng dài sẽ sử dụng một lượng ít hoa thì hoa dáng ngắn sẽ sử dụng số lượng hoa lớn hơn. Do đó, nó sẽ tạo điều kiện để các florist có thể thoải mái sáng tạo, kết hợp giữa các tông hoa cũng như là tông lá cây khác nhau. Chính điều này sẽ khiến cho tổng thể bó hoa cưới nhìn trông bắt mắt và rất là nổi bật trên nền váy cưới trắng. Tuy nhiên, với những cô dâu thanh mảnh muốn khoe vòng eo nhỏ hay là những cô dâu lựa chọn những chiếc váy cưới có chi tiết cầu kỳ ở phần eo thì cũng nên lưu ý một chút, bởi vì với kích thước thông thường của bó hoa posy thì nó sẽ che đi phần eo của mọi người cũng như là các chi tiết ở trên váy. Ngược lại, với những cô dâu nào chưa được tự tin về vòng 2 thì dáng hoa này cũng sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm. Cũng là kiểu hoa dáng ngắn nhưng được bó tròn thì hoa dáng tròn chính là một trong số những phương án được rất nhiều các cô dâu yêu thích, bởi vì tính ứng dụng cao không khác gì dáng hoa posy. Bó hoa dạng tròn thì sẽ phù hợp với cả hầu hết các loại váy. Tuy nhiên, nó sẽ đặc biệt phù hợp với những cô dâu nào tổ chức tiệc ngoài trời, cần sự di chuyển nhiều nhưng lại lựa chọn cho mình một chiếc váy có phần dưới bồng xòe và có chút cồng kềnh. Bởi vì dáng hoa này nhìn chung thì sẽ được kết hợp hoa sát nhau tạo thành một khối cầu, trông rất là gọn gàng và không hề vướng víu trong quá trình mọi người di chuyển. Mặt hạn chế của dáng hoa này đấy chính là về tính sáng tạo sẽ không được cao như bó hoa posy. Bởi vì để bó được kiểu bó này thì các florist thường sẽ chỉ sử dụng một hoặc một hai tông màu đậm nhạt của cùng một loại hoa. Kiểu dáng tiếp theo mà mình muốn nói đến đấy chính là cách bó hoa mô phỏng lại hình thác nước đổ. Đây là một trong số những kiểu hoa được đánh giá là có nét cổ điển và trang trọng nhất. Chính lý do này là lý do khiến cho công nương Diana của Vương quốc Anh cũng lựa chọn dáng hoa thác nước đổ cho đám cưới của mình. Với mẫu hoa kiểu này, cô dâu sẽ có thêm vẻ dịu dàng và uyển chuyển. Tuy nhiên, mẫu hoa này thì thường sẽ chỉ thích hợp với những cô dâu có dáng người cao. Những cô dâu có chiều cao hơi khiêm tốn một chút thì nên cân nhắc, bởi vì khi cầm bó hoa này nhìn tổng thể chung sẽ làm lộ ra khuyết điểm về chiều cao của chúng mình. Với kiểu dáng này thì mọi người nên kết hợp cùng với cả một chiếc váy cưới có nét cổ điển hoặc là một chiếc váy cưới công chúa có phần dưới bồng nhẹ. Đừng chọn những chiếc váy có vẻ hiện đại quá hoặc là những chiếc váy quá cầu kỳ lộng lẫy, vì nhìn chung thì nó sẽ hơi lạc quẻ với cả vẻ cổ điển và nhẹ nhàng mà bó hoa đem lại. Hoa cưới dạng thác đổ thường được lựa chọn bó bởi những loại hoa như kiểu là hoa hồng, hoa ly, hoa lan hồ điệp. Đây là những mẫu hoa dễ dàng thực hiện việc tạo hình cũng như là đem lại tính thẩm mỹ cao. Trong các kiểu bó hoa cưới thì có lẽ kiểu hoa cầm tay dạng quạt là một kiểu hoa có sự phá cách cũng như là hiện đại nhất. Thiết kế này xuất phát từ những buổi dạ hội sang trọng đến từ đất nước Ý. Kiểu hoa này đem lại một vẻ cầu kỳ và lãng mạn dành cho cô gái nào đang tìm kiếm một chút độc đáo cho phụ kiện cầm tay của mình. Kiểu hoa cưới này thì đa phần sẽ phù hợp với tất cả các dáng váy. Tuy nhiên, lời khuyên của mình là nếu như bạn chọn kiểu hoa này thì hãy kết hợp với một dáng váy nhẹ nhàng để cho thu hút sự chú ý của mọi người vào bó hoa. Vì kiểu dáng này khá lạ mắt và ít được sử dụng cho nên sẽ rất thu hút sự chú ý của khách mời trong buổi tiệc cưới. Cho nên nếu bạn nào muốn mọi người chú ý nhiều hơn dành cho chiếc váy cưới cầu kỳ và lộng lẫy mà mình đã lựa chọn thì mọi người nên lựa chọn những cái dáng hoa đơn giản hơn so với kiểu bó hoa dạng quạt. Kiểu dáng cuối cùng mình muốn đem đến cho mọi người đấy chính là hoa kiểu dáng tự nhiên. Đây là kiểu dáng mang nét giản dị, dung dị nhưng mà không hề tầm thường một chút nào, vì nó khiến cô dâu sẽ có thêm phần phóng khoáng cũng như là hiện đại. Bó hoa này được tạo nên bởi sự đan kết giữa hoa và rất nhiều lá. Mới đầu nhìn thì mọi người có thể thấy là cách bó hoa này có phần tùy ý, thế nhưng thực tế để tạo được một bó hoa này thì cần một sự khéo léo và tỉ mỉ nhất định để sao cho hoa và lá sẽ được
đặt để một cách có chủ ý, tạo nên một bó hoa nhìn trông không bị lộn xộn. Ngoài ra với kiểu bó hoa này thì sẽ thường được kết hợp cùng với một số phụ kiện như là dây ri băng hay là dây vải ren để tăng thêm tính sinh động cũng như là độ uyển chuyển cho bó hoa. Kiểu hoa này thì lại rất được những cô dâu nào đang nhăm nhe các buổi tiệc cưới ngoài trời yêu thích, bởi vì nó tạo nên một vẻ gần gũi với thiên nhiên, tạo nên một sự phù hợp với cả không gian mở của buổi tiệc. Ngoài ra thì với sự phóng khoáng mà bó hoa cưới này đem lại thì rất nhiều cô dâu không chỉ sử dụng nó cho buổi tiệc cưới mà còn sử dụng nó như một đạo cụ cho buổi chụp hình pre-wedding của mình. Tiện đây thì mình sẽ nói qua luôn một chút về phần giá cả. Giá của một bó hoa cưới trên thị trường thì tương đối là đa dạng. Nó phụ thuộc vào việc mọi người lựa chọn kiểu hoa nào, lựa chọn loại hoa gì cũng như là số lượng hoa. Nhìn chung thì những bó hoa cưới sử dụng hoa nội với kích thước vừa phải thì sẽ có giá khoảng từ 400 đến 500 nghìn. Tuy nhiên nếu như mà mọi người sử dụng hoa ngoại thì giá của những bó hoa cưới sẽ nhỉnh hơn một chút, từ khoảng 1 triệu đổ lên. Ngoài ra thì mức giá có thể sẽ dao động phụ thuộc vào yêu cầu về mức độ cầu kỳ, phức tạp cũng như là yêu cầu về sự sáng tạo dành cho các florist. Lời khuyên của bọn mình là nếu như mọi người có một cái khoản chi không quá là dư dả dành cho đầu mục này thì có thể sử dụng những loại hoa đúng mùa thì giá cả nó sẽ hợp lý hơn, hoặc là sử dụng những tông hoa cơ bản như là trắng xanh, giá sẽ phải chăng hơn và vẫn phù hợp với cả hầu hết các concept trang trí. Ngược lại, nếu mức chi của bạn cho khoản này cao hơn một chút thì hãy nghĩ đến việc sử dụng hoa ngoại, bởi vì hoa ngoại bản thân màu sắc của nó trông đã sang và tinh tế hơn một chút rồi. Nếu như bạn nào mà có mức budget song sinh hơn nữa cho bó hoa cưới của mình thì có thể thoải mái cùng với cả một florist đưa vào những nét sáng tạo dành cho bó hoa cưới. Trong những năm gần đây thì các cô dâu chú rể khá là yêu thích việc đưa vào trong đám cưới của mình những yếu tố truyền thống, những yếu tố cổ truyền. Đấy chính là lý do mà bó hoa cưới sử dụng hoa sen hay hoa súng đã xuất hiện trong một vài năm vừa rồi. Đây cũng chính là một nét sáng tạo độc đáo được kha khá các cô dâu yêu thích nét cổ truyền lựa chọn. Một ví dụ khác về sự sáng tạo trong hoa cưới đấy chính là những bó hoa có sự kết hợp giữa cả hoa tươi và các chi tiết đính trang sức hoặc đính đá. Những bó hoa cưới này tiền thân xuất phát từ những lễ cưới hoàng gia của các nước Pháp hay Ấn Độ và nhanh chóng thịnh hành ở các nước phương Tây trên thế giới và đang dần dần xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Điều này đang tạo nên một sự khác lạ bởi vì các bó hoa cưới thường thấy sẽ chỉ có hoa tươi. Tuy nhiên, các bó hoa cưới có đính đá hay trang sức thì sẽ có một cái vẻ cầu kỳ và lộng lẫy hơn, thích hợp với những cô dâu nào có mong muốn phá cách và muốn bản thân mình trở nên nổi trội. Những bó hoa có kết hợp đá hay là trang sức sẽ tạo nên một vẻ tinh tế, lộng lẫy và cầu kỳ cho những cô dâu của chúng mình, đặc biệt làm cô dâu thêm phần ấn tượng và nổi bật lên vẻ đẹp quý phái của mọi người trong buổi tiệc cưới. Dưới ánh đèn sân khấu hoặc là trong những không gian tiệc có hệ thống ánh sáng lung linh thì sẽ càng làm tăng lên sự lấp lánh của bó hoa cưới, có các chi tiết đính đá hay là trang sức đến từ cườm, ngọc trai và khiến cho cô dâu thêm phần thu hút. Vừa rồi mình đã giới thiệu với mọi người khoảng 6-7 kiểu hoa cầm tay khác nhau. Hy vọng là các cô dâu của chúng mình đã chọn được một mẫu hoa phù hợp. Đừng quên like và subscribe cho channel của Thi Điệp Wedding cũng như là ghé xem các video khác, bởi vì bọn mình sẽ cung cấp rất nhiều các thông tin hỗ trợ cho mọi người trong quá trình chuẩn bị đám cưới.